Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, hàng năm có đóng góp lớn cho phát triển công nghiệp và kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tỉnh đã chọn và xây dựng khu công nghiệp Đồng Văn 3 là khu công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là khu công nghiệp hỗ trợ đã được chính phủ phê duyệt với nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư. Hiện khu công nghiệp đã thu hút được 20 dự án, đều là doanh nghiệp của Nhật Bản. Sau hơn 2 năm hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 đạt xấp xỉ 70%. Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 giai đoạn 1 có diện tích 131,5 hectare, hiện đã được đầu tư cơ bản đồng bộ cơ sở hạ tầng. Đây là khu công nghiệp hỗ trợ với các chính sách ưu đãi đặc biệt được chính phủ phê duyệt. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm điện tử, viễn thông, sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao. Là một trong hai khu hỗ trợ của miền Bắc Việt Nam. Hiện nay, khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 đã thu hút được 20 doanh nghiệp vào Nhật Bản vào đầu tư và có 4 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 luôn luôn là bố trí lực lượng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình từ khi xây dựng đến khi đi vào hoạt động, và cũng đã được đánh giá rất cao đối với các doanh nghiệp mà Nhật Bản đang đầu tư và hoạt động trong khu nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3, đặc biệt là trong quá trình doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng nhà máy. Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 hiện đã có 4 doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Các doanh nghiệp đánh giá rất cao môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất của khu công nghiệp. Khu công nghiệp được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm phục vụ tốt và mang đến sự thuận lợi, yên tâm nhất cho doanh nghiệp khi đến đầu tư tại đây. Nhà máy xử lý nước thải của khu nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 được đầu tư xây dựng đồng thời với hạ tầng kỹ thuật của khu nghiệp. Hiện nay nhà máy đã lắp đặt hoàn chỉnh trang thiết bị và sẵn sàng tiếp nhận nước thải của doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất trong khu nghiệp xử lý, đảm bảo môi trường khi doanh nghiệp hoạt động. Hiện nay có tới 11 doanh nghiệp Nhật Bản đang xây dựng nhà xưởng sản xuất. Các doanh nghiệp Nhật Bản chấp hành tốt cam kết đầu tư, triển khai xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị sản xuất, đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ. Sau hơn 2 năm hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 đạt xấp xỉ 70%. Dự kiến trong năm 2018, khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 sẽ có thêm 4 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Duy trì nguyên cái chính sách là khu công nghiệp Đồng Văn 3 là khu công nghiệp hỗ trợ dành riêng cho nhà đầu tư Nhật Bản để thực hiện cái nội dung này, và cái chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thì tỉnh ban hành cái kế hoạch số 990 về phát triển công nghiệp hỗ trợ chế tạo chế biến và chế tạo thực hiện nghị quyết 4. Trong đó cái việc đầu tiên là phải tập trung về xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư mà trước hết là các nhà đầu tư Nhật Bản để đầu tư vào các lĩnh vực công hỗ trợ nói chung và công nghiệp Nhật Bản và công nghiệp Đồng Văn 3 nói riêng. So với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phấn đấu đến năm 2020 lấp đầy giai đoạn 1, thì hiện tại thu hút đầu tư vào khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 là rất khả quan, cho thấy mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được và thậm chí sẽ hoàn thành trước mục tiêu đại hội đề ra. Để chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng sạch, cơ sở hạ tầng tốt nhất đón nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3 đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 của khu công nghiệp.